Hôm nay mình đi Bình Phước đi thăm một nhà máy hạt điều có công suất là 30 tấn một ngày. Thì chuyến đi rất là dài, mình mang cả gối theo nè, ngủ trên xe tại vì chuyến đi phải phô tốn hết 3-4 tiếng. Còn 12 thành phố Hồ Chí Minh và đến Đồng Xoài, Bình Phước nó sẽ mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Nhiều bạn á là sẽ thắc mắc là mình là nhà sản xuất hạt điều và mình cũng có nhà máy, nói chung là tương đối thôi, nó không phải là nhà máy quá lớn, thì tại sao mình phải bỏ công bỏ sức đi thăm một cái nhà máy khác? Trong sản xuất á, nó rất là rộng, nó có rất là nhiều mã hàng, nó có rất là nhiều loại hàng, không phải hàng nào nhà máy mình cũng chuyên để sản xuất, hoặc là có những cái sản phẩm mà nhà máy mình không có máy móc để sản xuất cái loại hàng đó. Khi các bạn làm xuất khẩu á, nó khác hoàn toàn với bán trong nước là gì? Ở trong nước á, các bạn bán các yêu cầu của khách hàng nó rất là đơn giản và hầu như nó ít có những cái quy chuẩn rõ ràng. Đôi khi khách hàng chỉ miêu tả bằng những cái ngôn từ cơ bản và đơn giản thôi. Nhưng mà hàng xuất khẩu á, nó có những cái tiêu chuẩn riêng của nó và các nhà máy á, nó phải đi theo cái tiêu chuẩn này. Mà trong xuất khẩu thì tìm khách hàng chưa bao giờ là khó nha, cực kỳ dễ luôn. Nhiều bạn thấy khó chứ mình thấy nó rất là dễ, và mình làm bao nhiêu năm nay mình vẫn thấy cái việc này nó dễ cực kỳ. Cái khó nhất đó chính là đáp ứng được các yêu cầu riêng của khách hàng. Mà yêu cầu riêng á, thì chưa chắc nhà máy mình làm được, thì có những cái nhà máy chuyên về cái yêu cầu đó họ sẽ xử lý được. Thì chúng ta làm xuất khẩu á, chúng ta không bao giờ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của khách hàng luôn. Ví dụ như nè, thường khách hàng á, họ sẽ quan tâm về giá nè, về chất lượng nè, về công suất nè. Dù là bạn làm nhà sản xuất, chưa chắc giá các bạn sẽ là giá tốt. Tại vì có những khách hàng họ chỉ quan tâm đúng về giá, có những khách hàng họ chỉ quan tâm về cái chất lượng hoặc là cái loại hàng đó mà nhà máy mình không có. Có những khách hàng người ta lại quan tâm tới cái công suất, là cái số lượng sản phẩm đầu ra. Ví dụ như nhà máy của mình sản xuất chỉ có 2-3 tấn một ngày, nhưng khách hàng họ chỉ quan tâm tới nhà máy có cái công suất lớn hơn. Ví dụ như nhà máy mình đang đi tới nè, là nhà máy này là công suất là khoảng 30-50 tấn một ngày. Thật ra công suất này khá là lớn. Hoặc là có những khách hàng người ta quan tâm tất cả các loại, các tiêu chí luôn. Nhưng mà cái nhà máy mình đi thăm á, thì có một sản phẩm là mình không có sản xuất. Không phải là mình không có đủ khả năng sản xuất, mà mình không muốn sản xuất cái hàng này. Vì nếu mà mình sản xuất á, thì cái giá chưa chắc tốt hơn người ta, nên hãy để cho người ta sản xuất. Mình cái việc mà mình đem cái hàng đó mình đi xuất khẩu thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Đó là lý do dù mình là nhà sản xuất thì mình vẫn phải kết hợp với các nhà máy khác để xuất khẩu. Thì mình để ý á, thì các bạn bán hàng trong nước á, có một cái xu thế là những cái người cùng ngành á, thì chắc chắn là đối thủ với nhau. Nhưng với mình thì mình không bao giờ suy nghĩ như vậy. Mình luôn luôn coi những người cùng ngành là những đối tác của nhau, mình không nghĩ là đối thủ. Tại vì có thể hỗ trợ nhau làm một cái gì đó. Có những cái sản phẩm mình không sản xuất được thì người ta làm được. Có những cái giá mình không làm được cái giá rẻ như thế thì người ta có thể làm cái sản phẩm đó tốt hơn mình. Thì tại sao mình không hợp tác mà mình nghĩ tới vai trò là đối thủ chi cho nó mệt vậy, đúng không? Nhà máy mình đi là một nhà máy điều khá là lớn, nói chung không phải là quá lớn, nói chung là xếp về các loại nhà máy á, thì nhà máy này là nhà máy cỡ trung. Công suất khoảng 30-50 tấn một ngày, nhưng mà chỉ xếp vào nhóm nhà máy trung bình thôi. Thì khi mà chúng ta làm xuất khẩu á, thì trong tay chúng ta phải nắm ít nhất 20 nhà máy, và trong đó có 6 nhà máy thân thiết. Thì nhà máy này mình đánh giá là nhà máy cỡ trung thôi, nhưng mà họ có những cái mã hàng mà mình không có, và có những cái giá họ làm tốt hơn mình, thì mình sẽ muốn kết hợp với họ để đưa cái hàng này xuất đi Mỹ. Thì cái giá mà họ gửi cho mình á, cái giá này khá là tốt, phải nói là rất là tốt, tốt tới một cái mức mà mình cảm thấy nó đáng ngờ luôn. Thì cái công việc của một người làm xuất khẩu thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi coi cái nhà máy đó, xem sản phẩm của họ có tốt như cái giá của họ báo hay không. Tại vì đối với hạt điều, các bạn biết không, một khi giá tốt á, đôi khi hàng không phải là hàng Việt Nam mà họ nhập khẩu từ châu Phi, họ trộn vào hàng Việt rồi họ làm cho cái giá nó giảm xuống, nên mình cảm thấy cái giá này nó bất thường quá, mặc dù là giá tốt. Nhưng mà mình phải coi tận mắt là cái giá này thật sự nó tốt hay là họ bùa cái hàng này với mình. Cái này rất là quan trọng. Nhưng mà cái bạn này có một cái vấn đề
Thực sự là bạn có một điều lo lắng là tại vì bạn sợ là công ty mình sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh và làm những cái việc không hay khi nhìn nhận nhà máy của bạn, có thể là quay phim, chụp hình hay có những nhận xét cá nhân về nhà máy khi mà mình đi tham quan thì sẽ gây bất lợi cho cái nhà máy của bạn. Thực sự đó là cũng là một điều mà các bên cùng làm về ngành nông sản người ta cũng khá là lo ngại. Thì chính bản thân mình cũng hiểu về vấn đề đó. Thì anh ấy xin phép là sẽ được gặp ở công ty, văn phòng công ty chứ không gặp ở nhà máy để tránh ra những cái rủi ro có thể mang lại cái điều bất lợi không tốt cho nhà máy của anh ấy. Thì mình và chị Thủy đã quyết định là sẽ gặp riêng anh ấy ở tại nhà chứ không tham quan nhà máy. Thì cậu bé này cũng khá trẻ, chỉ sinh năm 92 thôi. Thì khi mà biết cái tuổi á, thì mình biết là cái doanh nghiệp này là các bạn take over, là lấy từ cái gia đình, nhưng mà do bạn là thế hệ mới á nên bạn phát triển cái nhà máy này lên khá là nhanh đó. Thì có một cái vấn đề là bạn này bạn không có cho tham quan nhà máy. Nhóm của mình đã đặt câu hỏi với bạn là đối một đơn hàng mà xuất khẩu á không cho đi thăm nhà máy thì làm sao mà kiểm tra hàng, kiểm tra cái chất lượng lô hàng trước khi xuất được, thì bạn nhất quyết không cho tham quan nhà máy. Nếu mà một người bình thường mà chưa có kinh nghiệm á, khi bạn nghe một cái nhà máy họ từ chối các bạn cho tham quan là bạn bỏ không tham quan nữa, đúng không? Nhưng mà với mình á, mình là một người xuất khẩu chuyên nghiệp á, thì khi mà nhà máy từ chối vậy mình cũng ok, đồng ý thôi. Tại vì họ chưa gặp mình bao giờ. Họ nói là họ muốn gặp ở quán cà phê hoặc là nhà riêng của họ, để có thể họ muốn giữ bí mật hoặc là gì đó, thì mình vẫn đồng ý. Tại vì sao? Là mình muốn gặp trực tiếp để hai bên có cảm nhận về nhau, và mình cũng muốn cảm nhận họ là con người như thế nào. Thì đôi khi cái sự gặp mặt trực tiếp đó nó sẽ mang đến những cái thay đổi, những cái cảm xúc, và từ đó có thể biết được là chúng ta có thể hợp tác với nhau hay không. Chứ đôi khi nói chuyện qua điện thoại á, chúng ta khó đánh giá một vấn đề nào đó. Thì khi mà mình học được cái tính kiên nhẫn thì mình cảm thấy rằng là không nên vội đánh giá một vấn đề gì hết. Và cái gặp trực tiếp mới là cái gặp mà nó quyết định rất là nhiều thứ và thay đổi rất là nhiều thứ. Thì cơ bản vẫn là con người mà, con người sẽ có cảm xúc. Đôi khi chính cái cảm xúc đó mới là nhân tố thay đổi cái quyết định.